Hello, xin chào tất cả anh chị em. Dự án công ty thiết bị y tế MC này nó còn nốt ngày hôm nay thôi. Là nó anh chị em sẽ không được mua cái giữ giá khi mà cái giai đoạn trước mà Tiến đã chia sẻ cho mọi người ở giai đoạn 2 đâu. Bởi vì là công ty đã qua căn cứ tính toán và số lượng cổ phần cũng như số tiền vốn mà huy động, thì nếu như mà mua quá nhiều ở giai đoạn 2 thì công ty sẽ không đủ vốn nhé. Thì hôm nay Tiến cũng sẽ là kích một cái gói ở đây, một cái tài khoản của mẹ Tiến. Tiến sử dụng hai tài khoản, Tiến sử dụng hai tài khoản và kích cái gói lên. Và Tiến sẽ cố gắng thôi. Thực sự vẫn bên Solar Group thì Tiến vẫn góp gói 17.500 đô. Đó chưa hết. Do vậy là thực sự nhìn bên cái dự án MLC rất là tiếc. Nhưng mà vẫn phải cố gắng kích một cái gói. Hiện nay Tiến đang mua một gói 1.500 đô rồi và một gói 250 đô. Và cái gói một gói này nữa Tiến kích là gói 7.500 đô nữa. Thôi cố gắng thế được thôi, và người sở hữu là 7.700.000, bên kia 1.500 là 1.400.000 nữa, là cố gắng cũng gần chục triệu cổ phần thôi, cũng hết khả năng, là không còn khả năng, nó chỉ có như vậy thôi anh em ạ. Đấy, khả năng chỉ có như vậy thôi, chứ không kích gói to quá. Thì ví dụ như gói 10.000 đô này mỗi tháng trả 400 đô thì 400 đô trả góp thì nó thêm được mấy triệu thật ý, nhưng mà thêm được, nhưng mà nó rất là vất vả, thậm chí là mình còn bỏ gói rất là phí. Thì thôi mình cứ đánh cho cái gói 250 đô này có cố thì còn được, không ạ? Thì Tiến sẽ kích cho anh chị em xem cái cách thức là anh chị em ấn vào chọn gói mua này. Anh chị em trước khi chúng ta phải góp thì chúng ta nạp tiền vào tài khoản, thì anh chị em có thể là chưa biết cách thì hãy liên hệ với Tiến theo số điện thoại 0975 362 586, thì Tiến giúp anh chị em nạp tiền để đưa anh chị em vào cái nhóm để theo dõi thông tin. Đấy, ở đây thì anh chị em sau khi mà kích chọn xong thì ở đây cái tài khoản chính nó có 270 đô rồi, thì anh chị em nào thanh toán kép thì nó được thêm 17, không thanh toán kép thì thôi, phải không? Tôi có mã khuyến mãi thì mình không có. Thì đây mình kích vào, tôi đồng ý với quy tắc chiết khấu thanh toán từ nguồn tài chính, đấy, phát hành gói. Bạn đã thanh toán thành công khoản trả góp đầu tiên với số tiền 200 đô. Bạn đã được ghi có 212.900 cổ phần. Đó, thế là xong rồi ạ. Đấy thì anh chị em nào cố gắng chúng ta tính toán cân đối nhé. Thực sự là nó những cái dự án cổ phần doanh nghiệp này nó khá là ok, nó ít lắm anh chị em ạ. Nó có 20 tỷ và nó bán là 10 tỷ thôi. Thì anh chị em cố gắng chúng ta tính toán để chúng ta mua. Đấy, thời gian nó có hạn. Thời gian thì còn có lốt ngày hôm nay là ngày 31 tháng 10 2023 ta được nhận cái sơ cấp văn bản thôi. Những anh chị em nào mà muốn tìm hiểu về dự án về cổ phần doanh nghiệp thiết bị y tế của Nga này thì hãy và muốn nhận 200 hoặc là muốn nhận 200 cổ phần của cái công ty MLC này thì đăng ký tài khoản dưới đường link ở dưới video của Tiến này. Và chúc tất cả anh chị em và cô chú sở hữu được thật nhiều cổ phần doanh nghiệp của 4.0 và xây dựng một danh mục đầu tư là chính xác để hướng tới tự do tài chính. Cảm ơn tất cả mọi người.